Mấy con quỷ này, hôm nay ta phải bắn hạ ngươi. Các ngươi chạy đi đâu, đứng lại mau. Hóa ra mấy con quỷ này, hang ổ của nó chính là đây các bạn ạ. Úi dồi ôi các bạn ơi, một cái hang như kiểu là có mắt ma bên trong ấy, cứ lóe lên lóe xuống những đôi mắt như mắt ma ấy. Bây giờ nhá, mình phải đột coi như là phá hủy cái hang ổ của bọn chúng, xem là lực lượng của chúng như thế nào. Các bạn ơi, các bạn ơi, mấy con quái vật tấn công mình vừa xong. Tưởng là quái vật vớ vẩn thôi, hóa ra nó chính là con quái vật Cô Vy, đệ tử của con quỷ đầu Cô Vy này các bạn ơi. Ui, nó đang nhả ra khói độc hay sao ấy các bạn ơi. Ui dồi ôi, ui, mùi này khó ngửi và nguy hiểm lắm, mình phải chạy thôi. Quái vật xấu xa này, bọn chúng giả khói gì mình khó thở thế nhờ. Ở kia khủng long, cậu bị làm sao vậy khủng long? Ôi ôi, khó thở lắm Tân Paris ơi. Cậu có nhìn thấy mấy cái tên vừa rồi không? Bọn chúng đến để tấn công tớ, thả ra khói độc lắm. Ai giải ơi, tôi đến muộn rồi. Đấy là những con quái vật Cô Vy, nó sẽ làm cậu bị khó thở đấy. Bây giờ chạy đi. Ôi ôi, tôi chạy đây, tôi chạy đây. Được rồi, để Tân Paris xử lý bọn nó. Đứng lại. Hóa ra bây giờ con quái vật vừa nãy chính là quái vật Cô Vy các bạn ạ. Đây các bạn nhìn hình ảnh của nó này. Trời ơi, con quái vật Cô Vy này chính là do cái con quỷ đầu Cô Vy nó đẻ ra các bạn ạ. Nguy hiểm lắm. Mình nhớ là một lần mình chiến đấu với con quỷ đầu Cô Vy rồi. Bây giờ nó thua mình, nó sợ mình, các bạn hiểu chưa? Nên là nó nấp dưới hang đá và nó đẻ ra đám quái vật Cô Vy, đệ tử của hắn. Cái đám quái vật này nguy hiểm cực kỳ luôn. Chúng biết bay các bạn ạ, bay trong không khí. Và ai mà bị chúng tấn công nhá thì ngay lập tức sẽ bị tổn thương về phổi các bạn nhá. Sẽ gặp tình trạng là khó thở này, ho này, sốt này, đau họng này. Tóm lại là cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe, khó thở luôn. Và cái con quái vật này nó đẻ cực kỳ nhanh luôn, nó lây lan luôn. Đấy các bạn ạ. Ai xài ơi, bây giờ Tân Paris phải nghĩ cách làm sao hạ được cái con quái vật này. Biết là nó rất nguy hiểm, thế nhưng mà nếu không hạ thì các bạn nhìn đấy, úi dồi ôi, răng của nó kìa. Tấn công vào thì tất cả mọi người sẽ bị diệt vong mất. Rồi, con quái vật Cô Vy này ta sẽ đi chiến đấu với ngươi. Úi dồi ôi, cái bọn quái vật Cô Vy này sao nó đông thế nhở? Nó đẻ ra càng ngày càng đông các bạn ạ. Bây giờ mà đấu trực diện bắn chắc là cũng la liệt không hết được. Bây giờ mình phải về mình rèn luyện cái thể lực sức mạnh các bạn ạ. Khi mình có cái thể lực sức mạnh tốt thì con quỷ Cô Vy này tấn công mình ấy thì mình sẽ bị ít tổn thương hơn. Các bạn chiến đấu của mình nhá. Bây giờ mà gặp con quái vật Cô Vy mình sẽ bắn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Cái băng đạn mình dài như thế này á, mình bắn một lúc được 30 viên, tấn công hết thì chết 30 con Cô Vy. Còn trong trường hợp nhá, chúng nó đông quá, chúng nó bâu vào tấn công mình các bạn ạ. Mình sẽ dùng cái tấm khiên của bạn Captain America này, đội trưởng Mỹ các bạn nhá. Mình sẽ đỡ. Đấy, khi mà chúng nó không tấn công được nữa nhá, mình sẽ lia chúng nó như này này. Ui, hey. Cuối cùng nhá, khi mà tất cả cái bọn quỷ Cô Vy đã mệt rồi nhá, mình vần nó mệt rồi, thì mình sẽ chém. Ôi, là mình chém nó. Đấy, đau quá. Mình sẽ chém hết cái bọn Cô Vy đấy. À, đây rồi, con quái vật Cô Vy này dám lang thang ở đây à? Úi giời ơi, tưởng cái dòng họ Cô Vy nhà ngươi thế nào, xấu dài thế mà cũng đòi đi tấn công người ta. Này chị, đứng ở đây này. Trời ơi, tưởng dòng họ Cô Vy nhà các ngươi thế nào, vừa chém một cái đã bay rồi. Đấy là một con đấy nhá. Chứ nếu mà 2 con, 20 con, thậm chí là 2.000 con quỷ đầu cô Vy nhá thì ta. Ô, thế đến 2.000 con thật đấy à? Ôi kìa, sao còn đông này? Sao đông quỷ cô Vy này? Ui, khó thở quá, chuồn thôi. Các bạn ơi, mình cứ tưởng là cái đám quỷ cô Vy này nó ít. Các bạn nhìn đấy, nó đông quá nhiều luôn, mình chém bằng nào cũng không hết. Chém một con thì lại xuất hiện một con. Bây giờ nó lây lan nhanh ra quá. Và vừa nãy mà mình bị tấn công, nó tấn công làm mình khó thở quá các bạn ạ. Nếu mà mình nghĩ là cứ trốn chạy mãi thì cũng không ổn. Nên là mình đầu tiên là mình cũng nghĩ ra cái phương pháp đấu với nó rồi. Thứ nhất ấy là mình phải đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang vào ấy thì con quỷ cô Vy đấy nó rất khó tấn công mình các bạn ạ, bởi vì là nó đột nhập qua đường thở của mình mà. Mình đeo khẩu trang này này, đấy thì mình sẽ che được cái phần mũi, phần miệng này. Mình không phải hít về con quỷ cô Vy vào người. Thứ hai nữa là mình sẽ dùng cái gel rửa tay này các bạn nhá. Gel rửa tay này sát khuẩn thì coi như đám cô Vy đấy nó gặp cái gel này nó rất kỵ luôn. Đấy. Mấy con quỷ cô Vy này, mấy con quái vật cô Vy này, ngươi không làm gì được ta đâu. Lêu. Này tấn công đi. Này tấn công này. Ta có khẩu trang rồi nhá, ta không sợ các ngươi đâu. Bây giờ xem vũ khí khác của ta đây này. Mọi người có biết đây là cái gì không? Cồn rửa tay. Đấy. Nhìn đây này. Xoa. Bây giờ nhá, tay ta đã được bảo vệ rồi. Mấy con quỷ cô Vy này lính đoàn của Tân Paris ta đi. Hey! Ta đấm các ngươi. Đấy, ta đã bảo mà. Ta có khẩu trang này, có nước rửa tay bảo vệ rồi nhá. Bây giờ ta phải đi chiến đấu tiếp, ta tìm ra cái coi như là tất cả con quỷ cô Vy các ngươi ở đâu, quái vật cô Vy các ngươi ở đâu, ta xử. À đây rồi. Các bạn ơi, mình sẽ xịt khử khuẩn để tất cả con cô Vy này nó yếu hết, nó chạy hết rồi. Mình đuổi tiếp, xịt tiếp. Đây rồi. Đàn quái vật Covid này, đứng lại mau. Ôi dồi ôi, các bạn ơi, đi xịt cái bọn quái vật cô Vy này mệt ra phết đấy. Nhưng mà chúng xịt đến đâu chúng suy yếu đến đấy. Chắc là chúng chạy hết rồi. Oh no. Ôi các bạn ơi, mình không đề phòng, con quái vật cô Vy nó đã tấn công mình rồi. Ôi, mình bắt đầu cảm thấy triệu chứng khó thở, đau họng, rồi ho, hình như là đang sốt nữa các bạn ạ. Chết rồi, bây giờ chắc là mình phải về nhà mình nghỉ một thời gian thôi. Các bạn ơi, mình là Tân Paris đây. Các bạn biết không, 1 tháng rồi. Trong vòng một tháng rồi, mà mấy tháng ấy, hơn 1 tháng rồi mà mình đã tiêm xong được 3 mũi vaccine rồi mà vẫn chưa đánh được con quỷ các bạn ạ. Trong cái thời gian vừa rồi thì mình không đánh quỷ, mình nghỉ 1 tháng để giữ sức, xong là để hồi phục này, xong là tiêm được 3 mũi vaccine rồi các bạn nhá. Bây giờ nhá thì mình coi như là gần như là không sợ con quỷ nữa rồi. Quỷ bật vào mình chỉ bắn ra thôi, không thể có tác dụng đối với ảnh hưởng gì sức khỏe của mình nữa rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm gọi là cái đám quỷ, cái đám quái vật cô Vy này mình xử lý. Đây rồi, đám quái vật cô Vy này đây rồi. Bây giờ nhá, Tân Paris sẽ đuổi tất cả các ngươi đi. Đây rồi. Đi mau đi, đừng có mà rồi quay lại tấn công ta nữa. Lần sau nhá, nhìn thấy Tân Paris thì né ra. Các bạn ơi, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Cái đám quái vật cô Vy với lại tên quỷ đầu cô Vy thả ra một đám con quái vật để coi như là tấn công Tân Paris, tấn công các con vật nhá. Ai mà bị bọn này tấn công nhá thì nguy hiểm cực kỳ luôn. Những con quái vật cô Vy này độc ác, nó tấn công vào người mình, nó làm ảnh hưởng sức khỏe của mình ấy, khó thở, xong là kiểu như là bị dễ viêm phổi nữa cơ. Đấy. Nhưng mà Tân Paris đã được tiêm 3 mũi rồi và coi như là không sợ mấy con quái vật này nữa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tân Paris nhá. Nếu các bạn thích video này thì ủng hộ team Tân Paris bọn mình bằng cách là like video nhá. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh Tân Paris để xem những video mới nhất nhá. Và Tân Paris luôn luôn lắng nghe theo các yêu cầu của các bạn nhá. Đố mà bạn nào nhá đưa ra được cái con quỷ gì hay hay đấy, Tân Paris làm theo ngay nhá. Bây giờ thì cảm ơn các bạn, bye bye.